Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, thời đến cản không kịp, ba tuổi này hứa hẹn bội thu vào cuối năm 2022, gặt hái thành công về cả công việc và tiền bạc. Hơn thế, đầu năm 2023 sẽ rất nhanh chóng đón tin vui về tăng lương hoặc tăng cấp. Vào thời gian này, các bạn làm gì cũng vô cùng thuận lợi, từ việc nhỏ đến việc lớn, đi làm dễ được khen thưởng, đề bạt. Nếu bạn ký kết các hợp đồng quan trọng thì khả năng thành công có thể lên tới 90%. Các bạn hãy tận dụng cơ hội ngày hôm nay để có bước tiến lớn trong sự nghiệp nhé! 1. Tuổi Tuất. Đứng đầu danh sách những con giáp thưởng lớn cuối năm 2022 đó chính là tuổi Tuất. Sau bao tháng ngày nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, cộng thêm tính kiên nhẫn vô lượng, người tuổi này có thể gặt hái được thành quả xứng đáng. Bằng chứng là khi xét về lương và thưởng dịp cuối năm, Tuất sẽ ăn đứt các tuổi khác. Hơn thế nữa, cách hành xử điềm tĩnh, không quá nóng vội khi làm bất cứ việc gì và khả năng duy trì động lực để theo đuổi mục tiêu rất mạnh, giúp con giáp này dễ dàng đạt được KPI đã đề ra trước đó. Lĩnh thưởng cao hay tăng lương là điều hoàn toàn xứng đáng với họ. Đã vậy, tử vi 2023 cho biết, đến năm 2023, con giáp tuổi Tuất càng hài lòng hơn với những thành quả mà họ đạt được trong sự nghiệp, bởi hứa hẹn đây là một năm hanh thông về vận khí, dồi dào về tài khí, công việc thuận lợi, tạo đà cho tiền bạc không ngừng đổ về túi. Quả thực, Tuất có thể duy trì động lực của mình và thực sự làm tốt những gì họ nên làm. Công việc kinh doanh của gia đình cũng rất thịnh vượng, kiếm được khoản lợi nhuận không nhỏ. Nhìn chung là tốc độ kiếm tiền của con giáp sẽ ổn định hơn trong năm 2023 và có phần gia tăng về những tháng cuối năm. Điều này mở ra cơ hội làm giàu cho bất cứ ai thực sự nỗ lực hết mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Sửu. Tin vui dồn dập sẽ đến với người tuổi Sửu dịp cuối năm Nhâm Dần 2022. Không những đương số được lĩnh thưởng hậu hĩnh từ những cống hiến cật lực suốt một năm vừa qua, mà khả năng tăng lương đột biến sẽ xuất hiện. Người tuổi Sửu hành sự thực dụng, điềm tĩnh, rất đáng tin cậy, nhất là ở những vị trí trợ lý, cố vấn đã ghi được dấu ấn tốt với người lãnh đạo, từ đó mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong năm 2023. Bởi lẽ đó, thu nhập của con giáp tuổi Sửu sẽ tăng đều trong suốt cả năm tới, giúp cho họ có một khoản tích lũy khá. Nhờ đó, họ ngày càng tự tin, mạnh mẽ, dám làm những việc mà trước đây họ còn ngần ngại, thậm chí là triển khai cả những ý tưởng điên rồ nhất. Nhìn chung là năm 2022, thu hoạch của người tuổi Sửu đã tương đối đầy bồ, đầy bát, nhưng năm 2023 lại còn gia tăng hơn nhiều. Tử vi tuổi Sửu 2023 còn dự báo con giáp có thể đặt nền móng vững chắc vào đầu năm 2023, có thêm nhiều cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống, mọi sự diễn ra suôn sẻ. Và để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Mão. So với các tuổi khác, Mão có thu hoạch khá tốt trong năm 2022. Họ không chỉ được nhiều người biết đến hơn mà còn thành công ở nơi làm việc và thu về không ít tiền bạc từ lĩnh vực đầu tư. Năm 2022, người tuổi Mão đã gặt hái khá nhiều thành công nhờ sự nỗ lực không ngừng và quyết tâm cao độ. Sang năm 2023, dù là năm tuổi, nhưng quyết tâm chinh phục thử thách và làm giàu của họ không ngừng được cải tiến. Họ sẽ làm nên nhiều điều lớn lao hơn, sự nghiệp phát triển ngày càng nhanh, bất chấp khó khăn cản ngăn. Tuổi Mão tính cách ôn hòa, dễ hút vận quý nhân, ai cũng sẽ vì họ mà trợ giúp khi gặp khó khăn. Theo đó, tử vi tuổi Mão 2023 dự báo, trong suốt năm 2023, thu nhập từ tiền lương hay thu nhập ngoài luồng của con giáp tuổi Mão sẽ không còn ở mức thấp nữa. Họ kiếm tiền ngày càng nhiều, cuộc sống gia đình sẽ được cải thiện đáng kể. Có điều Mão cần lưu ý, đó là năm 2023 sẽ không còn bình yên như trước, sẽ có những đợt sóng ngầm cạnh tranh, thị phi bủa vây, thậm chí cả những rào cản mang tính khách quan như lạm phát, kinh tế thị trường giảm tốc, dịch bệnh. Vì thế, ngay từ bây giờ, những chú mèo không nên ngủ quên trên đỉnh vinh quang, hãy lập kế hoạch rõ ràng cho năm mới để có lộ trình ổn định trước thách thức sẽ gặp phải. Năm 2023 sẽ là một năm nhiều thách thức với bản mệnh, nhưng một khi khó khăn đã không thể tránh khỏi, thay vì buông xuôi trong tâm lý chán chường, hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn chính mình, Mão nhé!
Và để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, may mắn khó ai sánh bằng khi được tổ tiên độ trì, ba con giáp dễ trúng số đổi đời năm 2023 chính thức được lộ diện. Bước sang năm Quý Mão 2023, ai xui xẻo ở phương diện nào thì chưa rõ, nhưng ba tuổi này hứa hẹn sẽ có cơ hội bùng nổ về tiền bạc do cát khí tề tựu, dễ dàng trúng thưởng hoặc trúng số lớn trong năm. 1. Người tuổi Mùi. Cái tên đầu tiên xuất hiện trong top 3 con giáp dễ trúng số năm 2023 đó chính là tuổi Mùi. Vốn có lối sống chân thành và thực tế, người tuổi này ít khi tin vào trò đỏ đen may rủi. Ấy vậy mà nhờ ăn lộc tổ tiên và phúc khí tích lũy từ rất lâu mà cơ may trúng số năm Quý Mão của họ cực cao. Lại thêm thực thần dõi theo suốt năm, những chú dê liên tục có lộc về ăn uống, tiệc tùng. Hoặc thậm chí nếu có thể, người tuổi này nên thử vận may với một vài chương trình bốc thăm trúng thưởng hoặc mua vé số. Biết đâu bất ngờ, thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Ngoài ra, nhân duyên của tuổi Mùi rất tốt, trong năm vượng vận quý nhân, đi đâu hay làm gì cũng có người giúp đỡ, nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ bề thăng chức, tăng lương hơn so với người khác. Để biết thêm chi tiết về vận trình xuyên suốt năm 2023 của tuổi Mùi, đừng bỏ lỡ, tử vi tuổi Mùi 2023 mở ra cơ hội đổi đời và phát triển bùng nổ. Và để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Người tuổi Sửu. Tử vi 2023 dự báo đường tài lộc của những ai cầm tinh con trâu sẽ rất tốt trong năm 2023, bởi họ được thiên tài trợ mệnh sẽ có lộc lá từ việc kinh doanh, buôn bán hay từ các nguồn thu phụ, nghề tay trái. Người làm công ăn lương thì công việc thuận buồm xuôi gió, tiền lương thưởng gấp nhiều lần so với năm cũ, các doanh nhân, thương gia cũng làm ăn phát đạt, kiếm bội tiền. Đã vậy, tuổi Sửu còn ăn lộc tổ tiên, dễ có hoạch tài xuất hiện bất ngờ, khả năng trúng thưởng, trúng số rất cao, tha hồ thanh toán các khoản nợ cũ và yên tâm tận hưởng cuộc sống. Nói đổi đời từ đây nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực sự cuộc sống của đương số rất có nhiều thay đổi tích cực, nhất là về mặt vật chất. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Người tuổi Tý. Xuyên suốt năm Quý Mão, việc kiếm tiền của người tuổi Tý vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thăng trầm lên xuống. Nhưng đâu đó vẫn có khoảng thời gian mà vận may tích tụ đỉnh điểm giúp bạn mang về những phần quà tặng, trúng thưởng, trúng vé số hay tiền thưởng hậu hĩnh. Nhất là trong năm có thái âm các tinh độ mệnh, những chú chuột lại càng dễ gặp may và thắng lớn ở các hạng mục liên quan đến đất đai, điền sản. Nếu thử sức ở mảng này, hứa hẹn sẽ bùng nổ tiền bạc, nhất là về những tháng cuối năm khi vòng tam tai 2023 bớt độ vây hãm. Tuổi Tý vốn rất nhanh nhạy với thời cuộc và tài chính, vì thế bạn sẽ nhanh chóng nhận ra nhiều cơ hội kiếm tiền cũng như con đường thăng tiến của bản thân. Con đường làm giàu càng đi càng thêm vững vàng, tiền bạc cứ thế đổ ầm ầm về túi. Nói chung là tuổi Tý được lộc tổ tiên dễ dàng trúng số độc đắc. Chính vì thế, những lý do nêu trên, để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Trên đây là những thông tin về top 3 con giáp dễ trúng số năm 2023 nhất. Nếu không có tên trong danh sách thì cũng đừng vội buồn phiền, bởi may mắn do chính sự nỗ lực của bản thân tạo ra. Hãy cố gắng hết mình, bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cùng quý vị những con giáp may mắn nhất cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!